Thưa quý vị và các bạn, khá nhiều phương tiện vi phạm luật an toàn giao thông. Sau thời gian bị tạm giữ, các chủ phương tiện đã không quay trở lại giải quyết. Thực tế này khiến cho công an các địa phương gặp khó khăn trong việc trông giữ bảo quản trong thời gian chờ xử lý. Tại công an thành phố Hưng Yên, hiện đang tồn đọng hơn 200 phương tiện vi phạm luật an toàn giao thông, chủ yếu là xe máy. Đáng nói là trong số đó, có tới hơn 70% các phương tiện đã có hạn tạm giữ và sau 2 lần thông báo nhưng chủ phương tiện không đến giải quyết. Trong khi đó, đơn vị vẫn phải thực hiện công tác bảo quản, trông giữ an toàn cho tới khi thanh lý xong. Cái bãi để xe cũng rất là nhỏ hẹp, thì hiện tại bây giờ cũng chỉ để xe tại trụ sở cơ quan, cơ bản chưa được đảm bảo. Cái nguy cơ thì cháy nổ cũng có thể xảy ra. Công an thành phố cũng đã đề nghị xây dựng các cái lán để xe đảm bảo theo quy định để tạm giữ trông giữ xe. Tại công an huyện Tiên Lữ, từ cuối năm 2023, đơn vị này đã phối hợp thanh lý được trên 90 phương tiện tồn đọng của những năm trước, nhưng hiện vẫn còn hàng trăm phương tiện, trong đó có những phương tiện tồn đọng cách đây vài năm. Và chỉ tính riêng từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến nay, đơn vị này đã thu giữ 97 phương tiện vi phạm. Dù rất nhiều phương tiện đã đủ điều kiện thanh lý, tuy nhiên để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để thanh lý thì không phải một sớm một chiều. Cụ thể, đơn vị phải tiến hành rà soát, xác minh rõ nguồn gốc đăng ký chủ sở hữu xe. Những cái phương tiện nào có đầu đảm bảo điều kiện để thanh lý thì cơ quan với cả đội sẽ làm các cái thủ tục xử lý. Vâng, thì khó khăn thì là cái bãi tạm giữ của đơn vị thì là nó hạn còn bé và cái có thể cái sẽ có cái nguy cơ cháy nổ nên anh em vẫn phải thường xuyên để kiểm tra và bảo vệ. Đây cũng là tình trạng chung của tất cả công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Nguyên nhân chính là do mức phạt tăng cao mà giá trị phương tiện bị tạm giữ thấp. Nhiều xe trôi nổi, không giấy tờ, dẫn đến chủ bỏ không đến lấy. Theo quy định, các phương tiện sau thời gian quy định tạm giữ mà cơ quan chức năng đã thông báo mà chủ không trở lại giải quyết, thì các phương tiện này sẽ bị tịch thu đấu giá xung công quỹ. Tuy nhiên, trong thời gian chờ các thủ tục, hầu như tất cả đều không có kho bãi để trông giữ. Vì thế, cùng với việc giá trị các phương tiện bị hư hỏng là nguy cơ cháy nổ cũng rất cao, gây ra khó khăn, bất cập của các đơn vị quản lý trông giữ.